Ê, làm răng để chừa để cái tất nói chuyện bị mẹo mẹo miếng ấy. Ừ, em nói chuyện cái mẹ em bị mẹo mẹo. Ủa rồi hả? Em để ý cho để hiếp con. Ừ, nói chuyện với cái miếng mèo xéo á. Ừ, chụp hình can sau là thấy cái miếng em mèo xéo lắm. Hả? Chả luôn. Hai bữa nay phải tập nói chuyện chậm lại. À mà không chị nữa. Mà chị nói chuyện chậm vài đó mình mẹ. À, để môn phía dưới nghĩ à? À rồi hả? Đừng hông. Sao dễ thương bằng chị này được không? Chị này là dễ thương nhất. Chị này là bét.
Mới đợt này thôi. Mới tầm 2 tháng rồi. Hồi đợt mình sang Nga là cũng bị rồi. Nhưng mà 2 tháng rồi mới qua liên tục chứ mới đợt đã qua thôi. Hết cũng đỡ rồi. Cái đợt đi qua nó thấy lại. Mà rắn đẹp rồi mà rắn đề cho kiểu cũng có điều kia hình trăm chụt bên ngoài mà rắn mà thả cho ghê. Du lịch thì du lịch chứ thả. Đâu bà đi du lịch chứ. Bà đi du lịch. Không ý là cái đợt mà bị nhiều là cho bà đi du lịch. Là bà. Thì đó, do đi du lịch nhiều. Giờ mà vẫn xuống à. Thật là ly. Hả? Em có biết là cái nãy giờ chị quá rồi đâu, cái cú là chị chỉ nhìn thấy cái đầu em thôi. À rồi hả? Cho nên em đi ra mà đi chị mới theo cái tay em kìa. À rồi hả? Ủa, chứ chị đâu có thấy cái mặt khác đâu. Ủa rồi, sorry, sorry. Chị phải nói cho em chứ. Đi một cái là chị tìm tay nó đi. À đi từ từ thôi đúng không? Chị thấy hết mặt khách rồi chị theo được. Chị không nhìn bên ngoài cái tay em đâu á. Được mẹ ngay đâu tập quay là nó quay đi từ từ mà đi quen kiểu cái tính em bình thường cũng nằn máu đi cái tay cứ rẹt 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 quen để chắc phải sửa lại. Thấy là em đi từ đầu này tới đầu kia nó xa quá. Trên trán mà nó ok nữa. Quay lên má bên kia đi. Nó có khuất tay gì Phúc? Anh nhớ không có chữ.
Để mà đang quay thêm cái là hay. Hết rồi. Cái con mình. Hả? Được rồi chị.